Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị và các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thị Hải Yến. Và cũng rất là như là nhiều người đã biết đến công việc em MLM, thì tôi cũng đã tham gia rất là nhiều các công ty kinh doanh theo mạng. Nhưng mà thật sự là một điều bất ngờ rằng là khi mà tôi được anh chị kết nghĩa của tôi là anh chị Xuyên Nam cho biết thông tin, thì cũng như nhiều người khác và cũng đã tham gia rất là nhiều rồi, nhưng mà cảm thấy rằng thành công của mình chưa có. Và khi mà anh chị điện cho tôi rằng là ra nghe thông tin thì tôi bảo thôi em chả đi đâu, em cũng chán lắm rồi, có khi em cũng tạm biệt cái nghề ngành kinh doanh theo mạng này thôi. Thế nhưng mà chị cũng mắng tôi, chị bảo là mày cứ đi đi xem nó là cái gì. Thì sau khi mà tôi đến nghe thông tin từ cô Phương và anh chị Xuyên Nam, thì anh chị nói rằng là anh chị cũng đã nghiên cứu và cũng đã ký hợp đồng. Và sau đó thì ký thì cũng không phải là ký ở một cái chỗ sang trọng nào đâu, tại một quán cà phê thôi. Và sau đó thì anh chị cũng ký, và anh chị ký buổi sáng rồi. Và sau đó thì tôi cũng nghe anh chị và tôi ký hợp đồng. Thì sau khi ký hợp đồng xong thì tôi cũng sử dụng sản phẩm, cũng nghiên cứu và cũng đã sử dụng sản phẩm. Thì tôi thấy rằng là thực sự rằng là sản phẩm rất là tốt. Và đến ngày hôm nay thì tôi đã có một cái thành công, tuy là chưa lớn, nhưng mà tôi cũng trêu với cả mọi người rằng là rất là làm mạng rất nhiều năm rồi, nhưng đến bây giờ mới được đứng trên bục để chia sẻ về cái thông tin này cho mọi người. Và tôi thật sự là cảm ơn cô Nguyễn Minh Phương và cảm ơn anh chị kết nghĩa của tôi là anh chị Xuyên Nam đã cho tôi cơ hội ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các đồng nghiệp cùng đã cùng đồng hành cùng với tôi trong thời gian vừa qua. Và tôi xin tôi và chị Xuyên cũng phát nguyện rằng là sẽ đi theo con đường là chăm sóc sức khỏe, phát triển cá nhân để phát triển cộng đồng theo đúng cái sứ mệnh của công ty. Và chúc công ty Elken thành công!